Anh Mepel ơi, tại sao dã nhân lại xuất hiện trong thế giới Minua vậy anh? Ok nha, hôm nay anh sẽ kể cho em nghe nguồn gốc của những con dã nhân trong Minua. Theo truyền thuyết kể rằng những người thổ dân trong bộ lạc nọ đã bị dính phải lời nguyền cổ xưa và đã bị biến thành những con dã nhân nguy hiểm. Họ trở thành những sinh vật tàn ác, tấn công và ăn thịt chính đồng loại của mình. Và kể từ đó, những con dã nhân đã gieo rắc nỗi khiếp sợ khắp nơi ở trong thế giới Minua mà chúng đã đi qua. Đó là lý do vì sao chúng ta phải chế tạo bùa xương phép thuật để có thể giải cứu họ khỏi lời nguyền này. Sau khi được giải cứu, những người thổ dân sẽ được trở lại hình dạng ban đầu và có tên riêng, có công việc, và những người thổ dân sẽ trở thành những người bạn của chúng ta và giúp đỡ chúng ta trong thế giới sinh tồn đó. Em Mepel hay quá, mọi người nhớ like cho Mepel nha.